để tưởng nhớ công ơn của anh hùng Cao Thắng, người đã giúp nghĩa quân chế tạo súng trong cuộc chiến chống Pháp và cũng là một trợ thủ đắc lực của Phan Đình Phùng và là một chỉ huy xuất sắc trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê trong lịch sử Việt Nam ở cuối thế kỷ thứ 19. Vừa qua, Hội Cựu học sinh Trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng Sài Gòn đã tổ chức lễ giỗ tổ Cao Thắng, thật trang nghiêm và ý nghĩa, và dựng lại hoạt cảnh Hương Khê khởi nghĩa. VNTV cũng đã có mặt và xin gửi đến quý vị phần phóng sự sau đây. Thay mặt tất cả các anh chị em, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn anh Thêm và chị Tuyết, gia chủ, đã hết sức là tận tâm và tận tình tổ chức cùng các anh chị em khác ở California tổ chức cái buổi giỗ tổ ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Thêm và chị Tuyết. Đồng thời cũng thay mặt các anh chị em ở miền Nam Cali, chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến quý thầy cô và một số anh chị em đã từ nơi xa đến, từ Toronto, từ Seattle, từ miền Bắc California, San Jose đã xuống để tham dự buổi giỗ tổ ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả chúng ta. Kính thưa quý thầy cô, quý đồng môn cùng tất cả quý chị em, trước hết chúng tôi cũng xin đại diện một số cựu học sinh Cao Thắng ở Hải Ngoại kính lời chào mừng quý thầy cô, quý đồng hương và tất cả quý anh chị em đã tham dự buổi cúng tổ hôm nay. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả, và nhất là các anh em Cao Thắng ở địa phương đã bỏ công sức rất là nhiều và lo cho buổi lễ hôm nay được mỹ mãn. Và trong phần góp sức đó cũng có mấy dâu Cao Thắng, vì các cô dâu Cao Thắng thương chồng và thương ông tổ Cao Thắng, thành ra ngày đêm các cô dâu của Cao Thắng đã hết mình làm việc và công sức để có buổi lễ hôm nay. Và sau đó quý vị sẽ có một bữa ăn rất là ngon, cũng do các dâu cô Thắng đã đích thân làm. Và kính thưa quý vị, năm nay chúng ta có dịp cúng tổ nơi xứ lạ quê người, và tôi cũng xin thưa, cách đây hơn 100 năm, nơi quê hương nước Việt, một nước Việt chậm tiếng, nơi vùng Vũ Quang, Hương Khê, có một cuộc khởi nghĩa chống lại ngoại xâm. Và với tinh thần bảo vệ quê hương đất nước, chúng ta có một vị anh hùng, đó là ông Cao Thắng. Mà người anh hùng vì dân vì nước này nghĩ rằng nếu giặc ngoại xâm đánh chúng ta bằng súng đạn, mà chúng ta muốn chống lại thì phải có súng đạn để chống lại quân giặc Pháp. Do đó ông Cao Thắng là cái người nghĩ rằng chúng ta phải có những khẩu súng giống như của Pháp để chống lại. Và kính thưa quý vị, chỉ một thời gian, ông Cao Thắng đã cùng tất cả những cái vị trong cái kháng chiến dùng những lưỡi cày cũ, những cái búa cũ, những cái đồ cũ bằng sắt, mà đúc ra được 500 khẩu súng giống như của Tây, là để chống lại giặc Pháp. Và cái người anh hùng đó đã làm được những cái chuyện đó, và những đàn hậu bối chúng tôi sau này đã tôn vinh ông là ông tổ, tức là ông tổ Cao Thắng. Kính thưa tất cả, trong cái tinh thần Cao Thắng đó, chúng tôi có một câu đối nói về ông Cao Thắng. Cao Thắng tổ áo xanh, rạng danh còn lạc Việt, trời Nam thầy kỹ thuật, kiệt xuất cháo hồng vàng. Và kính thưa quý vị,
chúng ta hôm nay nơi đất khách quê người. Đàn hậu bối áo xanh chúng tôi không biết gì hơn là huyện sẽ noi gương người, học cái hay, cái giỏi của xứ người, nhất là cái kỹ thuật tân tiến. Và một ngày khi quê hương không còn còn bóng dáng giặc thù, không còn người ngoại xâm của Trung Quốc, chúng ta sẽ trở về kiến tạo lại quê hương. Và trong ngày nắng ấm ấy, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một buổi hội ngộ dưới lầu Đồng Hồ, và sẽ cúng tổ nơi sân trường Cao Thắng tại Sài Gòn. Và tôi nghĩ rằng cái ngày đó không xa và rất gần, và vì chúng noi gương của ông tổ Cao Thắng, bởi vì Cao Thắng đấng tiền nhân xả thân gìn nước Việt, áo xanh đàn hậu bối nổi chí giữ nhà Nam. Và tôi mong rằng cái tinh thần Cao Thắng sẽ mãi mãi và bất diệt. Xin thành thật cảm ơn. Xin cảm ơn anh Thêm. Nghiêm. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Chào. Để tưởng nhớ công đức tiền nhân khai sáng ngành kỹ thuật nước nhà. Để tưởng nhớ tổ Cao Thắng, người đầu tiên đã đúc súng chống ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi. Xin mời quý thầy cô, đồng môn và các thân hữu nghiêm trang đứng dậy để cùng nhau lễ tổ. Xin mời ban nghi lễ và các đồng môn mặc cổ phục tề tự lên bàn thờ dỗ tổ. Trân trọng kính thỉnh anh hồn của liệt sĩ Cao Thắng, người anh hùng cứu quốc xưa, hiển linh độ trì cho toàn thể thầy trò chúng tôi được tinh thần phấn chấn đã xây dựng nên nước Việt Nam anh hùng dũng cảm, sẽ độ trì cho toàn thể con em Việt Nam được về phụ quốc, và chắc chắn chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự độ trì của toàn thể trước hết là vị anh hùng Cao Thắng, còn toàn thể cả vị anh hùng cứu quốc, chúng tôi sẽ được tổ chức kỷ niệm lễ tổ tại sân trường kỹ thuật Cao Thắng Sài Gòn. Ngài họp mặt các đồng môn cựu học sinh trường trung học kỹ thuật Cao Thắng mừng hội ngộ, mừng đồng môn góp mặt, nhớ trường xưa, nhớ thầy tổ tìm về. Xưa nay chim có tổ,
người có tâm, cây có cội, nước có nguồn. Trời Kali cháu con Cao Thắng, lưu lạc tha phương, đất sang thành hậu bối áo xanh, hướng về nguồn cội. Ơn mẹ cha đời đời khắc cốt, nghĩa thầy tổ kiếp kiếp ghi tâm. Cao Thắng tổ áo xanh, rạng danh con lạc Việt. Trời Nam thầy kỹ thuật, kiệt xuất cháu hồng bàng. Thang ôi, thuở quê hương điêu linh gió bụi, thời dân nước tan bốc lầm than. Nơi nơi bọn thực dân đốt miếu phá làng, chuộn chuộn đám Lê Dương giết dân hại nước. Nợ nước báo đền vùng lên chống giặc, thù nhà đáp trả quật khởi giết tù. Thở xa xưa chống quân Tàu với cung tên sáu mát, thời cận đại đánh giặc Pháp cần súng đạn bảy miền. Tổ Cao Thắng bậc hùng anh, đúc súng giết giặc rình non nước. Thầy kỹ thuật đựng trí dụng, chế đạn diệt thù sự hưng. Tam bái. Yêu quê hương, dòng anh hùng đang cao chi lên, dòng anh hùng đưa sức thêm cường, có hát dài, hầm hồn trên quan tài, xa xa trông, hát mây đầu lòng. Chúc một nước nên hòa hay nên chiến, quyết chiến. Chúc một nước nên hòa hay nên chiến, quyết chiến. Dưới gót dài giặc Pháp, cả ba miền đã chịu, trên đầu súng giặc Tây. Hỏi ba quân tướng sĩ, hãy nghe lệnh ban truyền. Trong giờ phút thiêng liêng, chúng lời quyền giết giặc. Đây giờ gươm súng trao tay, lệnh vua truyền hịch, hẹn ngày xuất chinh. Thân trai chí cả quên mình, một lòng vì nước tử sinh hào hùng. Đây gươm báo, đây gươm báo, chào ai trí dũng. Một lòng bảo quốc an dân. Đây xuống thiên, cao đúng hiền nhân. Tuổi ngoại xâm giữ nước, anh hùng vì nước vì dân, lời thề giết giặc đuổi quân hung tàn. Hương khê khởi nghĩa cờ tung gió, trai Việt quật cường súng nổ ra. Lần nghĩa binh kiêu dũng, chung dòng máu lạc hồng. Giờ phút thiêng liêng đã điểm, diệt thù bảo vệ non sông. Nghĩa binh thề tiến bước, hướng kỳ lời thề dình nước giữ nhà, thân trai chí cả sông pha hào hùng.
súng gươm ngang dọc vẫy vùng, thù nhà nở nước, thủy chung thề nguyện. Nghĩa binh thề tiến bước. Cảnh quê hương nước mất nhà tan, giặc Tây phá làng đốt miếu, trời sầu đất thảm, quân Pháp cướp của giết người. Hùng thiên sông núi chân tri, trời Nam dân Việt thịnh suy bao lần. Tình sông núi nghĩa muôn danh, diệt thù giữ nước, đuổi quân hung tàn. Dân Việt trời đông, một lòng đời đời bất khuất. Nước Nam đất Á, chí cả mãi mãi hùng cường. Vì tổ quốc, giống nòi dân Việt. Vì giống nòi hào kiệt đó đây, vùng lên đánh đuổi giặc Tây. Tự do độc lập, đắp xây thanh bình. Năm mươi triệu đồng bào, con cháu rồng tiên bất khuất. Mấy ngàn năm gian hiến, giống dòng lạc diệt trường tồn. Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, Việt Nam. Tiễn kỳ tôi là Phan Thanh Nhuận, học sinh trường Kỹ thuật Cao Thắng khóa 1961-68. Rồi sau đó tôi về, tôi dạy được Cao Thắng 1972 tới 1977. Chúng tôi tổ chức một cái tiệc dỗ tổ Cao Thắng như thế này để nhớ ơn ông Cao Thắng, là một người coi như là trưởng trong ngành kỹ thuật của Việt Nam. Chúng tôi làm lần này lần thứ ba, mà nhờ cái công nhiều của anh Hồng Văn Thêm, anh có cơ sở, và chúng tôi tất cả Cao Thắng gần như ở khắp thế giới, thực sự là ở California, để cố gắng làm một cái buổi dỗ tổ như thế này. Xin cảm ơn rất nhiều. Xa tới hôm nay thấy được đi cúng tổ gặp bạn bè anh chị em, tôi chỉ là dâu Cao Thắng thôi, và đến ham vui tới gặp bạn bè, và lần đầu tiên được thấy buổi cúng tổ là rất là có ý nghĩa và vui, vừa lịch sử mà vừa họp bạn ăn uống vui. Thôi, xin chào. Trước hết tôi xin giới thiệu, tôi là Bùi Đường, học sinh trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng, niên khóa 68-71. Chúng tôi may mắn là được học dưới một ngôi trường mà có tên là một vị anh hùng của dân tộc chúng ta, ông Cao Thắng, người đã đầu tiên đúc súng trong cuộc kháng chiến của cụ Phan Đình Phùng. Hàng năm, bắt đầu từ năm 2014, chúng tôi cứ mỗi năm là chúng tôi làm một buổi dỗ tổ để nhớ về công lao của Cao Thắng, cũng như là để nhắc nhở chúng ta biết là cái sức mạnh của tiền nhân chúng ta, để cố gắng mà hâm đúc cho chúng ta một suy nghĩ mới, một tinh thần mới về quê hương chúng mình. Tôi là Võ Thị Mến, ở Seattle, vợ của Cao Thắng Phạm Ngọc Phụng, 61-68. Lần đầu tiên tôi tới dự lễ dỗ tổ Cao Thắng. Tôi tên Thu, vợ của Cao Thắng Nguyễn Chí Hiếu,
mà tôi không có nhớ anh học cái khóa nào nữa đó. Nhưng mà lại đây cũng là lần đầu tiên đi dự lễ cúng tổ của trường Cao Thắng đó. Thì cũng đây là lần đầu tiên nên chị cũng chưa có biết là nó như thế nào. Nhưng mà cũng rất vui được đi tham dự đó. BNTV ở San Diego, hôm nay lễ giỗ tổ Cao Thắng. Chúng tôi đồng môn 62, 69 cùng các huynh trưởng và quý đồng môn những khóa sau về đây hội tổ cúng tổ để giữ truyền thống tổ của trường Cao Thắng và cũng là một vị anh hùng dân tộc để gìn giữ quê hương chống Pháp. Và chúng tôi hy vọng sẽ nung nấu cái tinh thần chống giặc ngoại xâm và giữ vững quê hương và duy trì cho những thế hệ sau biết về những cái cuộc tranh đấu của ông tổ anh hùng Cao Thắng.